Dư Sĩ Tiến, người đàn ông duy nhất và đáng thương nhất của The New Mentor. Bày đặt đạo lý bắt bẻ Lan Khuê, ai ngờ bị phản đam. Hương Giang xỉa thêm câu nín thinh. Bạn đang không phù hợp với tiêu chí The New Mentor, tại sao em phải cố gắng giữ lại? Bạn là không phù hợp, anh nói cho em thử, bạn là không phù hợp. Bởi vì em có đang hiểu tiêu chí của The New Mentor không vậy? Lại là người ta gửi ai vào vòng loại thì gửi ai vào vòng loại là Quỳnh Khuê. Có thể người ta chơi chiêu, người biết người ta chơi chiêu mà mọi người không làm loại thì đấy là cái lỗi của mọi người. Gương mặt rén ngang khi được hai chị đại ghim sâu. Tưởng đẩy bốn mentor vào drama đốt chát nhau, ai ngờ người bị dân mạng chửi là Dược Sĩ Tiến. Sĩ Tiến cẩn thận tập này cộng đồng mạng nha. Nói trước. Dạ, Tiến sẵn sàng chấp nhận, bởi vì Tiến nghĩ rằng là khán giả họ sẽ có cái nhìn khi họ xem được toàn bộ những sự việc diễn ra. Họ nhìn rất rõ luôn, họ sẽ nhìn rất rõ. Về ngủ ngon để tập sau mình còn chiến. Chào các bạn. Chào. Là người đàn ông duy nhất của The New Mentor, Dược Sĩ Tiến dường như rất biết cách gây chú ý khi liên tiếp có những hành động gây tranh cãi. Nắm giữ vai trò host của chương trình, vậy nhưng Dược Sĩ Tiến lại có quyền hạn như một super mentor, thậm chí còn ghê gớm hơn cả bốn vị huấn luyện viên của chương trình. Quyền hạn của Tiến được tới mức nào, quyền hạn của các super mentor được tới mức nào, Tiến đang làm đúng với những cái chức năng và những cái nhiệm vụ mà mình đã được thống nhất từ trước với tất cả các super mentor. Ngay từ những tập đầu, Dược Sĩ Tiến đã thể hiện quyền lực có 102 của vị host của The New Mentor khi xin được đặc cách thêm một quyền vote thêm cho thí sinh vào vòng trong. Mặc dù các super mentor đều đồng ý, song qua câu nói của Thanh Hằng thì thấy quyền lực của Dược Sĩ Tiến là lớn cỡ nào. Tất cả các vị super mentor ở đây sẽ cho em cái quyền được vote một lần duy nhất cái vòng. Cuộc chơi này của em muốn gì cũng được. Điều khiến Dược Sĩ Tiến gây tranh cãi nhất ở The New Mentor đó là quyền được loại thí sinh, ngang hàng ngang vế với các super mentor. Ngoài ra, màn phỏng vấn trong phòng loại với những câu hỏi như đang thi ứng xử cũng làm dân tình khó hiểu. Tất cả những điều này đã khiến Dược Sĩ Tiến trở thành nhân vật được vốt loại khỏi cuộc chơi nhiều nhất. Bị ghét là một chuyện, nhưng ngó lại thì Dược Sĩ Tiến ở The New Mentor cũng có phần đáng thương. Trong những tập qua, vị host của chương trình không ngừng bị bốn vị mentor pressing đến mức câm nín không thể nói gì. Gần nhất, khi Lan Khuê đưa hai thí sinh mạnh vào vòng loại, Dược Sĩ Tiến đã có màn chất vấn ngay trước mặt các super mentor và các thí sinh. Ngay lập tức, Lan Khuê đa có màn cơm bạt trực diện, khiến Dược Sĩ Tiến không thể nói gì hơn. Hương Giang cũng góp phần giúp Lan Khuê chiến thắng Dược Sĩ Tiến và màn đấu khẩu này đã khiến người xem vô cùng thỏa mãn. Bị Lan Khuê và Hương Giang dập tơi tả, Dược Sĩ Tiến sau đó còn bày gương mặt rén ngang khi liên tiếp bị hai chị đại ghim sâu. Lần lượt vị host của chương trình loại thành viên của team Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng. Mỗi lần loại Dược Sĩ Tiến được chị đại quan tâm, Hồ Ngọc Hà thì đập tay, còn Thanh Hằng thì đập vai. Là nhà sản xuất của chương trình, Dược Sĩ Tiến dĩ nhiên mong muốn chương trình drama một chút để thu hút sự chú ý. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới, đó là dù cố gài các vị mentor rơi vào cuộc chiến tạo drama nhưng sau cùng, người ôm hết tiếng xấu lại chính là bản thân mình. Đến hiện tại khi The New Mentor đã đi qua được nhiều tập, Dược Sĩ Tiến vẫn là cái tên khiến khán giả chê trách nhiều nhất.